Chiều ngày 1 tháng 5, ngày cuối của đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lượng người và phương tiện từ các nơi liên tục đổ về thành phố Hồ Chí Minh, khiến các cửa ngõ vào thành phố và khu vực quanh các bến xe lâm vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 1 tháng 5, khu vực bến xe miền Đông, cửa ngõ cầu Bình Triệu, quốc lộ 13, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, ùn ùn người xe từ các nơi đổ về, nhất là các tuyến từ miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong khi đó, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là tuyến đường chính đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết những ngày qua luôn trong tình trạng ùn ứ. Trong ngày cuối lễ, càng phải gồng mình đón lượng xe khách, xe con tăng rất cao. Dù đã tranh thủ về sớm, tránh khung giờ cao điểm được dự báo vào chiều tối và đêm ngày 1 tháng 5, song nhiều người vẫn không tránh được cảnh ùn tắc vì lượng phương tiện quá đông về thành phố trong ngày này. Các khu vực cửa ngõ cả phía Đông, phía Bắc, phía Nam thành phố đều đang quá tải lượng người và xe. Do vậy, cùng với việc lực lượng chức năng tăng cường xử lý, phân luồng, điều tiết giao thông, người dân cũng cần lưu ý lựa chọn những lộ trình thay thế và chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông để giảm bớt những áp lực và tránh phát sinh thêm ùn tắc trong thời điểm này.